Gần 1.000 viên kim cương hột xoàn tự nhiên được đính trên nguyên cụm là vàng nguyên khối ao 750 do Kỳ Lân chế tác. Vàng và kim cương thì phải có giấy kiểm định. Kỳ Lân đã đem những cái sản phẩm mà Kỳ Lân đã chế tác thay thế từ ceramic, từ kim loại thành vàng nguyên khối ao 750 và kim cương hột xoàn thiên nhiên tuyển chọn, và sau đó đi kiểm định tại trung tâm có chức năng được phép và cấp giấy chứng nhận kiểm định cho chúng ta. Thì đây, phần trên, phần dưới, hai phần, mỗi phần là một tờ giấy. Và bây giờ mình sẽ xem từng tờ chi tiết. Ở đây là khi mà trung tâm kiểm định nhận lại sản phẩm của mình thì có ghi mô tả là phụ kiện kim loại màu hồng gắn đá. Và sau đó ở dưới là dòng kết quả giám định, thì ở đây trên đây có ghi là vàng hồng và 562 viên. Sản phẩm đi kiểm định sẽ được trung tâm kiểm định đó chụp hình lại đưa vào cái giấy kiểm định này. Và trên đây ghi là 222 viên kim cương. Gần 1.000 viên trên cả phần V lớn ở trên và phần nguyên cụm ở dưới và hai bên đường viền này, tổng cộng là gần 1.000 viên kim cương đính trên vàng nguyên khối ao 750. Tất cả sản phẩm đã là vàng và kim cương thì bắt buộc tại Kỳ Lân đều phải có giấy kiểm định phân tích thành phần vàng để bàn giao cho quý khách. Phần này sẽ được thay vào chỗ đây. Đây, sau khi Kỳ Lân thử rá vào thì quý khách đã hình dung được là sự lấp lánh long lanh quá tuyệt vời trên sản phẩm này rồi. Mà để cầm được thao tác bình thường thì phải đợi Kỳ Lân thao tác thay vào đã. Cái phần này gốc ban đầu của hãng là được hãng làm từ chất liệu là gốm ceramic, và khách hàng đã yêu cầu Kỳ Lân là em thay thế bằng chế tác là vàng nguyên khối ao 750 của em đó và kim cương hột xoàn thiên nhiên mà em tuyển chọn đó đưa vào. Và phần trên này ngay dưới V này, hãng đã chọn chất liệu là bằng kim loại, thì cũng được khách hàng yêu cầu Kỳ Lân là em ơi thay bằng vàng nguyên khối ao 750 cho anh luôn, những viên kim cương em tuyển chọn cho anh luôn. Khi mà ráp hoàn thiện lại thì sẽ rất là chi tiết về sự lấp lánh, về sự hoàn thiện cũng như là độ chỉnh chu. Bây giờ hiện tại Kỳ Lân chưa ráp, mới ráp vào nên Kỳ Lân chưa cầm lên được, nhưng mà qua đây chắc chắn quý khách đã hình dung được rồi. Và Kỳ Lân kính mong chờ đợi quý khách sẽ đón xem video tiếp theo sau khi Kỳ Lân đã hoàn thiện việc ráp phần vàng và kim cương vào chiếc điện thoại Vtu cảm ứng cấu hình mạnh đời mới nhất hiện nay của hãng Vtu, một trong những chiếc điện thoại Vtu cảm ứng điện thoại thông minh cấu hình mạnh đời mới nhất hiện nay. Kỳ Lân Luxury, sang trọng, đẳng cấp, thượng lưu.